Em chào thầy và cả nhà. Em là Lê Thị Khánh Ngọc ạ. Em học thập chỉ liên tâm từ năm cuối năm 2016 ạ. Đến đây là năm thứ 5 rồi ạ. Năm thứ 5 rồi. Vâng. Thì em có một cái vấn đề là cái sự em đi học thì em đi học xong là về em cứ cái gì em học sách gì em mua về em đỏ rồi. Cho đến học khi, ở đấy mà. Vâng, cho đến khi là mẹ những khi là mẹ em và gia đình nhà em là có những cái đau bệnh và em mới lúc đấy em mới dở sách dở vở ra em xem lại và em thực hành và có thể nói là những cái kiến thức mà em học được từ thập chỉ liên tâm là giúp được cả nhà em luôn và cả hàng xóm nhà em luôn. Bây giờ là em nhỏ nhỏ con rồi, bây giờ rất uy tín, rất uy tín. Vâng, thì em xin chia sẻ từng trường hợp một, đó là em ấn tượng nhất đó là cháu em. Cháu em là cháu sinh năm 2014, năm nay cháu 7 tuổi. Cháu là bị tự kỷ từ lúc sinh ra. Thì cháu rất là quậy phá và tăng động. Như đấy mọi người biết là khi mà cháu đến cháu nhìn thấy ai lập tức là cháu xông vào sờ mó người, cháu lấy điện thoại. Xong là nghịch nhà em là có 3 cái tivi hỏng hết. Không, nhà em bây giờ không có cái tivi, em có tin tức gì em không biết luôn. Thì có cái gì là bé phá hết. Thì sau đó thì em về thì em rất là kiên trì là em cho cháu chườm đá vùng gan. Em nhớ cái bài, một cái bài thầy thầy đăng về chữa trẻ tự kỷ, thầy là tư vấn thôi ạ. Em vẫn nhớ thầy ngồi dưới chiếu thầy nói này. Đó, cho chườm đá vùng gan và sau đó là bấm tăng động thì bấm tam tinh. Và sau đó là bấm cái bó thần kinh song tai. Rồi. Thì em thấy là khi mà bấm cái bó thần kinh sau tai thì thằng bé nó có phản ứng rõ rệt luôn. Là nó đờ người ra và nó rất là thích. Thì em được học là dạy làm 5 cái mà dừng lại. Thế nhưng mà nó bảo ấn nữa đi. Thế là em ấn nữa đi. Thế là em ấn một lúc sau nữa thì là nó đủ rồi. Nó bảo gạt tay ra. Nó gạt tay ra và em nó chạy đi. Và em áp dụng thì em làm đều đặn là chườm gan này. Và massage cho nó. Được cái là nó rất là thích. Chứ ngày nào mà em chưa làm là nó hỏi là bác không massage. Mà có hôm mà em quên kẹp bóng, nó bảo không kẹp bóng à. Rồi nhắc bài luôn. Và chỉ trong vòng có khoảng là từ tháng 7 em bắt đầu làm một cách, bởi vì em tháng 7 là bắt đầu mùa Covid á, là bắt đầu em được nghỉ ở nhà. Thì là em làm hàng ngày cho nó, thì là chỉ trong vòng có 2 hoặc 3 tháng và bây giờ là thậm chí là mọi người trong họ hàng đến nhìn thấy nó là ngạc nhiên luôn, bởi vì nó rất là từ bi, đến nó ngồi nhìn mọi người mà rất là lịch sự với mọi người, không còn có cái kiểu là xông vào để mà làm những cái trò quậy phá. Và bây giờ là hầu như là bạn ấy không có chứng là tăng động luôn. Và tốt quá. Và bạn ấy quá trình học ấy, thì là bây giờ cũng đã bắt đầu học, trước đây học rất chậm, học cả một năm lớp 1 mà không biết một chữ nào luôn. Thế khi là đúng là tháng 7 em ngồi bắt đầu dạy lại và bây giờ bạn ấy đã bắt đầu đọc nhát gừng được. Và cái đấy là chỉ có em có thể nói một câu rằng là chỉ có duy nhất một mình em làm được, bởi vì đó là một cái sự kiên trì rất là lớn. Đúng rồi. Đấy là cái em ấn tượng nhất, nhưng mà cả nhà em là được hưởng lợi luôn. Em kể đến là mẹ em. Mẹ em là 75 tuổi và lưng nào cũng gồng này, lưng nặng 45 độ. Mà mẹ em chỉ cần đi khoảng độ 20 mét thôi là lưng bắt đầu đau rồi. Cho nên là 2 năm nay là mẹ em đi xe đạp, đi đậu đi xe đạp, ra mấy mét cũng đi xe đạp. Bởi vì là không thể nào mà đi được với đau lưng ấy. Thế thì em cũng cái đợt Covid này em ở nhà em bấm cho. Thì là chỉ em nhớ là khoảng em bấm cho 5 lần bấm. Thì tự nhiên là mẹ em bảo, phát hiện ra là lưng đã đi thẳng rồi. Thế là mừng quá, thế là đi gọi mấy bà cũng lưng còng lưng gù lên đấy. Em làm thì nói chung là các cô ấy rất là thích luôn. Và em thấy rằng là xã hội của mình là những cái người mà nhất là những vùng quê mà bị còng rất là nhiều. Đúng rồi. Cho nên nếu như mà cái bộ môn này có thể lan tỏa đến, mà rất là đơn giản, cái đấy là chỉ học căn bản thôi. Bấm mấy cái rất là đơn giản thôi, không có phải cái gì cả mà lưng thẳng được luôn thì là cái xã hội của mình không còn có người còng nữa, kể cả là già hay như thế nào. Đúng nữa. Rồi, đây có lần thầy đi Nghệ An, Hà Tĩnh á, thì rất là nhiều các cụ, ông, cụ bà còng lưng đi, rất là dễ thấy thương. Nhưng mà nếu ở đó, ở làng xóm nó có chừng một anh nào đó học mà về giúp bà con thì cái đó là tuyệt vời. Vì các cụ, tại sao các cụ bị gù lưng? Tại vì đứng thẳng nó đau. Nhưng mà khi chữa hết đau xong thì các cụ đi bình thường thôi. Mà cái đi khi đau mà đi cuối lưng vậy thì lại rất là dễ chịu, mà đi cái để một cái trạng thái mà dễ chịu đó kéo dài thì là gù lưng. Và còn một cái nữa là mẹ em là bị là tiền đình nặng, rối loạn tiền đình ấy. Vâng, tức là cứ đêm mà cứ dậy một cái là lại quay đơ ra, là phải nằm, xong là làm cho lại rón rén, chờ có khi tỉnh dậy phải đến nửa tiếng mới rời được khỏi giường.
mà chung là cứ thay đổi tư thế là bắt đầu là vật ra đó. Thế xong là cứ thấy mọi người ở nhà em có chị dược sĩ, chị bảo là bây giờ các bà già rồi phải tiêm cái gì bổ não chứ nếu không là nhũn não. Là về cũng bảo thôi mà cái đấy nó cũng là 6 tháng phải dùng một liệu trình là 6 lần tiêm, mà mỗi lần tiêm là khoảng hơn 1 triệu đó. Thì là về bảo là thôi con xem đi mua thuốc đi để cho chị tiêm cho mẹ. Thì xong là cũng là em ở nhà ấy, thì là em rất là làm cho mẹ em là thứ nhất là chườm đá, thứ hai là cái quan trọng đó là em thấy cái bấm huyệt rất là quan trọng. Bởi vì thực ra mẹ em có chườm đá khá là thường xuyên nhưng mẹ em vẫn bị đấy, nhưng mà khi mẹ em bấm thì là mẹ em gần như là khỏi được luôn. Vâng, thì là em nhớ là em chỉ cần bấm trong khoảng độ 15 ngày. 15 ngày, quan trọng là các cái bó dây thần kinh sau tai này, cái vòng cổ này, đó, thì là cả cái hành tủy thì là mẹ em không còn bị nữa. Và đến bây giờ là 6 tháng, từ hồi tháng 7 đến bây giờ là 5-6 tháng rồi và mẹ em không hề bị lại luôn. Vâng, vâng. Và mẹ em còn bị một cái nữa, đó là cái mà gọi là trào ngược dạ dày. Tức là cứ ăn trào ngược, tức là nó thực quản ạ. Vâng. Tức là nó cứ ợ nóng ở cái vùng này mà cái cảm giác mẹ em kể là nó rất là kinh khủng, nó nóng, nó như là có ngọn lửa bên trong nó thiêu đốt. Vì nó acid nó tăng lên. Dạ. Mà nó thường thường là cái dạ dày mình nó là 2 pH là 2. Dạ. Nhưng mà phải nếu mình lao rác bú là nó phải có cái vết lét luôn. Dạ. Đấy, cái đó là bị lét rồi đó, thì cái tăng lên thì nó mới làm cho rác bú như vậy. Thì cái mà cứ như ngọn lửa ấy thì là nó tăng dần. Ngày xưa là mẹ em cứ ăn đồ nếp thì nó bị nóng. Nhưng bây giờ ăn cái gì cũng nóng. Và thậm chí có những hôm mẹ em nhịn luôn, không ăn gì, nó cái cũng nóng. Cái vết lết càng ngày càng lan rộng ra. Và mẹ em chịu, con em bảo mẹ em cứ bảo là bây giờ mà có cái thuốc gì mà nó làm được thì tốt quá. Thế xong là em ngồi em cũng không nghĩ ra. Thì em nghĩ là thôi hay rượu ớt, nghe thấy mọi người nói. Thì em cho mẹ em uống thử thì đúng có một lần duy nhất mà mẹ em bảo rượu luôn. Và mẹ em uống đến 2 lần thì là không còn thấy gì. Và bây giờ mẹ em duy trì rất là đều đặn nước ớt. Và dễ hơn ăn hơn thì là pha một tí một hộp sữa chua ấy. Vâng, thì là đến bây giờ mẹ em không hề bị cái mà cảm giác thiêu đốt nó trong người luôn. Cả một cái em gái. Rồi. Đấy, cả nhà luôn. Thì là em gái em. Vậy là dễ cho mẹ được đau lưng nè, đau lưng nè, tiền đình nè, để rối loạn tiền đình nè, và cái viêm lét dạ dày nè. Dạ. Bằng nước ớt. Vâng. Còn em gái em thì là có một cái chứng gọi là không toát được mồ hôi. Từ bé rồi không hề toát mồ hôi. Đúng rồi. Kể cả thí dụ như sông. Sông khi ốm sông ấy thì bạn thì là cảm giác là nó là cái nước nó bốc lên vào người chứ bạn thì không ra mồ hôi. Em biết tại sao không ra mồ hôi không? Không biết. Cái đó là nó bị rối loạn thần kinh thực vật. Yeah. Mà cái thần kinh thực vật mà nó có hai cái là đối giao cảm và giao cảm. Yeah. Mà khi mà cái thằng giao cảm nó bị blockage, nó rối loạn cái đó thì nó không ra mồ hôi. Yeah. Thế thì làm sao ra mồ hôi vậy? Thì chườm đá. Chườm nhưng đá. Mà đây em kể câu chuyện này rất là hay. Tức là bởi vì là không ra được mồ hôi á, cho nên là bạn ấy người rất là yếu. Yếu. Và đúng. Bạn ấy năm cách đây khoảng độ 13 năm là bạn đã trải qua một cái gọi là viêm cái tủy gì đó, viêm tủy gọi là viêm đa dễ dây thần kinh. Đa dễ dây thần kinh. Viêm tên khoa học là Guillain-Barré cái gì đấy. Đấy. Và cái đấy là gọi là tưởng là chết luôn bởi vì là phải sau đó là phải lọc máu là 9 lần mà sau đó là đến một lần nữa là nó không tiếp nhận được luôn. Và sau đó là bạn ấy trở thành một đứa trẻ luôn, không biết đi, không biết gì cả, không biết gì luôn, và 6 tháng phải phục hồi lại. Tức là ý là nói bạn ấy rất là yếu ạ. Và hầu như là từ đó là giờ đi là không đi xe máy được luôn. Từ đó giờ là không hề đi xe máy. Và bạn ấy rất là yếu và luôn luôn là như là ốm. Lúc nào người cũng lù đù này, mặc dù là không ốm đâu. Còn cứ thay đổi thời tiết một chút thôi là hắt hơi sổ mũi rồi là thường xuyên là ốm triền miên như vậy. Thì em chỉ nghĩ là làm nào cho nó toát mồ hôi ra thì nó sẽ khỏe. Thế là em mới mua đá, em mua phải đến cả để 20 viên ấy ạ. Để cho bạn ấy. Thế nhưng mà đưa đến bạn ấy giả lại. Vì bạn bảo là bây giờ đi làm cả ngày rồi về phải chăm con. Cho nên không có thời gian chườm. Thế là em mới động viên rồi là thôi bây giờ buổi trưa chịu khó về nhà thì chườm. Thế là cũng nghe. Thì là bởi vì thời gian trưa cho nên chỉ nằm được khoảng độ 30 đến 45 phút thôi. Được. Thế rồi. Nhưng mà bạn ấy bắt đầu nằm từ tháng 11 năm ngoái. Và phải tận đến tận mùa hè năm nay. Tức là 5 tháng sau bắt đầu mới ra được mồ hôi ạ.
là một quá trình rất là gì luôn. Với kiên trì. Và bây giờ thì là trườm đá hàng ngày. Chỉ có 20 viên cứ nằm ở lưng này, xong rồi là ở gan này, ở cổ bụng gì đấy. Thì làm là bạn đạp xe, bởi vì có biết đi xe máy rồi. Đấy, và bây giờ rất là khỏe luôn. Và với nhiều mọi người nhìn thấy mọi người không nhận ra nữa, bởi vì không còn cái dáng lù dù như con gà dù nữa, mà vui vẻ phấn chấn luôn. Đấy, thì em, mà bạn ấy chỉ có áp dụng một cái duy nhất, đó là trườm đá thôi. Vâng. Thì em thấy rằng là, nói chung là em cảm thấy rằng là một cái điều thành công nhất trong cuộc đời này của em, đó là em đã giúp được cho cái người trong gia đình nhà mình bằng cái phương pháp của thập chỉ liên tâm này. Vâng. Và cái em cũng nói luôn là khi em đến được với bộ môn này, nó là một cái cơ duyên, bởi vì là có một cái sự phải hình như là không phải người dương dẫn lối mà cả người âm dẫn lối nữa, thì em đến được cái bộ môn này, cho nên là em nghĩ rằng là một cái cơ duyên rất là lớn, cho nên là dù rất là khó khăn vất vả nhưng mà em cố gắng là duy trì và em cố gắng là truyền cái bộ môn này cho càng nhiều người càng tốt ạ. Rồi, thì cảm ơn em nhiều và chúc em luôn khỏe mạnh và luôn luôn đan đầy nhiệt huyết để mà đem truyền bá lại đến cho mọi người. Em cảm ơn thầy ạ. Đã cho bọn em và xã hội một cái bộ môn rất là tuyệt vời. Rồi, đây. Hope in them. Chùm game nào anh em.